sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Hiện thế người tựa gốc nhô sai trái trong nội thân nhà người, con cái người sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Ngàn ơn lòng của Chúa xuân cả đời người, vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Cho người được sống.